Lisa V. BTS, Park Bo Gum xuất hiện chung khung hình. Rạng sáng ngày 27 tháng 6 theo giờ Việt Nam, cả ba nghệ sĩ đã chính thức có mặt tại sự kiện thời trang này. Lần đầu tiên xuất hiện trong cùng một khung hình tại fashion show nước ngoài, Lisa V. BTS và Park Bo Gum khiến dân tình Đồng Hòa sôi sục bàn tán. Nàng đại sứ Lisa xuất hiện tại fashion show của Celine trong vẻ đẹp gợi cảm mà hiện đại, mạnh mẽ mà bí ẩn. Diện nguyên một bộ đồ đen cho đến quần short, bút mũi nhọn, Lisa khiến người ta phát cuồng bởi thần thái đỉnh cao cùng body đẹp đỉnh. V. BTS là người nhận về đông đảo sự chú ý tại fashion show của Celine lần này. Khoác lên mình set đồ da, áo da đỏ oversize và quần da ôm sát, anh chàng xuất hiện nổi bần bật trên đường phố Paris, trưởng thành và chín chắn hơn V. Park Bo Gum chọn nguyên một cây đồ đen làm điểm nhấn cho lần xuất hiện này. Đụng hàng với V trong cùng một kiểu áo kiểu quần, nhưng Park Bo Gum đã khéo léo khoác bên ngoài áo dạ đen đi kèm áo vest, tạo nên thần thái nam thần lịch lãm có nội hàm. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!